Lát quá em ơi, hơi lát. Căn bản là khả năng là kiểu top 1 từ lúc live stream đến giờ, nên là chắc Bigo cho nhường cho người khác, cho người khác Sao lên cái điện mới. thoại nó lắc? Ok, Nhiều khi hot quá cũng khổ ấy các bạn. Mất ở ủa chứ bảng sao tin luôn. không? Thì mẹ mất ở bảng tin luôn. Sợ thật. Hình hay sao? Ui đừng luôn màn hình cho nhanh, việc gì phải đi qua màn hình. Tưởng cái này có tắt rồi chứ. Để lại chiếu. Chiếu lại là toang. Chiếu lại là toang rồi ông xóa lạ hên quá. Vẫn lại à kìa. Vâng, đang lại ở kia mà lại đứng trước ấy. Trước màn hình á. Vâng. Xu ghê. Nè. Đâu? Ui thế nào tối thế nhở? Em quay ngửa, quay nghiêng cái xem nào. Thoại này nó tối ấy. Ừ, điện thoại này tối quá. Ừ. Điện thoại này iPhone 5S nó tối. Ui thế nào nó bé thế nhở? Nó bự lắm đó, chẳng qua nhìn nó bé vậy Nó bự bằng thôi. lần nào? Hỏi làm gì? Hỏi biết. Bự bằng lần nào? Mở ra coi xem nào. Hay ghê ta. Đâu, quay lại xem nào. Em tháo rồi. Tháo rồi á? Nhanh thế. Có từng này nè. Thôi được rồi, em về live đi nhá. À, đây nhá. Ừ, anh về đây, bye em nhá. Ừ, ok. Bye.